Đức Minh xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 1. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an bên gia đình và người thân. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị bắt về tội nhận hối lộ. Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp người phụ nữ tạt xăng đốt cô giáo mầm non. Hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim lạ sẽ phải điều trị lâu dài. Công an xác minh clip livestream bán thanh lý 7.000 xe vi phạm. Heo nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam, người chăn nuôi kêu cứu. Hà Nội dùng hơn 2.000 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng đêm giao thừa. Thủ tướng Hungary cam kết giúp Việt Nam sớm đạt hiệp định bảo hộ đầu tư với EU. Tổng thống Đức sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Việt Nam, Lào, Campuchia thúc đẩy phát triển du lịch một hành trình, ba điểm đến. Đối tác của Apple sắp đầu tư nhà máy 280 triệu đô la Mỹ tại Bắc Ninh. Tin thế giới, Trung Quốc, nhiều vùng sẽ bị đóng băng, có nơi âm 40 độ C, phía Nam sẽ có tuyết rơi dày đặc. Trung Quốc, Philippines nhất trí giảm căng thẳng về vấn đề Biển Đông. Ukraine tha thiết mời gọi nhưng Trung Quốc dửng dưng. Nga bắn đạn pháo nhiều gấp 5 đến 10 lần Ukraine. Mỹ, Israel mâu thuẫn gay gắt về nhà nước Palestine. Israel khai quật loạt mộ ở Gaza để tìm con tin. Houthi lại tấn công tàu Mỹ, Ai Cập nỗ lực đàm phán với Iran. 90.000 lính NATO sắp tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong 35 năm. Hơn 45 tòa nhà bỏ hoang ở New York được cải tạo thành khu dân cư. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo VN Express đưa tin, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh và ông Nguyễn Hạnh Trung, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để điều tra tội nhận hối lộ. Các quyết định nêu trên là động thái mới nhất trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Hơn 2 năm qua, AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị địa phương. Mới đây nhất vào cuối tháng 12 năm 2023, nhiều lãnh đạo cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2022, các sai phạm xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Sở Y tế Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh liên quan AIC đã bị điều tra. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị cáo buộc có sai phạm trong 4 vụ án, song vẫn bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế. Truyền thông trong nước đưa tin, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp với bị can Dương Thị Kim Cương, 36 tuổi, ngụ tổ dân phố số 3, thị trấn Di Linh, để điều tra về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, bị can Cương nghi ngờ cô giáo mầm non 32 tuổi ở nhà đối diện có quan hệ tình cảm với chồng mình. Vào chiều ngày 17 tháng 1, khi hai người xảy ra cãi vã, Cương đổ xăng lên người cô giáo mầm non chạy về nhà xịt nước vào người để rửa xăng, sau đó quay trở ra giằng co với Cương. Bất ngờ, chị Cương bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nạn nhân chạy được một đoạn chừng vài chục mét thì ngã gục, được hàng xóm dập lửa đưa đi cấp cứu rồi chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh điều trị do thương tích nặng. Hiện tại công an huyện Di Linh đang hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, liên quan đến vụ hai học sinh ở Thanh Hóa co giật, hôn mê sau khi ăn bim bim và kẹo cay gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, mới đây trao đổi với báo chí, ông Lê Đăng Khoa, giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết hai cháu hiện vẫn đang phải lọc máu, nhịp tim có ổn định, tuy nhiên vẫn trong tình trạng nguy kịch. Tiền lượng nếu có vượt qua được thì cũng có nhiều nguy cơ di chứng sẽ phải điều trị lâu dài. Hiện chúng tôi đang hết sức cố gắng để cứu chữa hai cháu. Cũng theo thông tin từ ông Khoa, hiện cũng chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác tác nhân gây bệnh. Phía bệnh viện đã gửi mẫu ra Viện Pháp y Trung ương để tiếp tục kiểm tra. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1, nhóm 4 trẻ trú tại thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến quán tạp hóa gần nhà mua bim bim và dơm cay. Sau khi ăn 17 giờ cùng ngày, bé Cao Văn Thanh 12 tuổi và Đỗ Trọng Cường 6 tuổi lên cơn co giật, lịm dần, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Tình trạng nặng, diễn biến xấu, hai cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Theo người nhà, chưa hôm xảy ra sự việc các cháu ăn cơm tại gia đình, trước khi ăn quà vặt mua ở cửa hàng tạp hóa, sức khỏe các cháu không có bất thường. Ngày 19 tháng 1, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang vào cuộc xác minh xử lý vụ việc người đàn ông livestream trên mạng xã hội Facebook giao bán 7.000 xe thanh lý trong bãi xe vi phạm của đội, đồng thời khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Cụ thể, vào sáng ngày hôm qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn livestream
và video ghi hình cảnh bên trong kho xe tang vật của đội cảnh sát giao thông quận 11. Tài khoản này đăng bài cần thanh lý 7.000 chiếc xe vi phạm với giá xỉ 3 triệu đồng một chiếc. Trên những xe này còn cắm chìa khóa, người đàn ông vô tư mở chìa khóa nổ máy xe cho những người xem livestream xem. Trao đổi về vấn đề này, Công an quận 11 cho hay, cách đây vài ngày, một nhóm 5-6 người đàn ông vào đội xem lô xe thanh lý sau khi đã hoàn thành thủ tục quy trình bán đấu giá xe tang vật. Lô xe này chỉ có 232 chiếc, đa số là các xe cũ, lâu đời, không có chủ xe đến nhận. Lô xe trên đã thông qua quy trình đấu giá, trình danh sách lên Ủy ban Nhân dân TP.HCM và Bộ Công an kiểm duyệt, kết luận. Tuy nhiên, có một người đàn ông trong nhóm này đã đi vào khu vực kho để xe vi phạm của đội, không phải lô xe 232 chiếc đang thanh lý, rồi livestream nói là bán 7.000 xe thanh lý. Người này quay video, chụp ảnh đăng lên trang cá nhân giao bán sai sự thật khiến nhiều người hiểu lầm. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Liên quan đến lĩnh vực tiêu dùng chăn nuôi, trong đơn gửi tới Thủ tướng mới đây, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết 2 tuần đầu năm, mỗi đêm có 6.000 đến 7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam. Theo tính toán của Hiệp hội này, số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ trên dưới 50.000 đồng 1kg heo hơi, khiến người chăn nuôi trong nước thua lỗ vì phải bán dưới giá thành sản xuất. Đặc biệt trong suốt thời gian vừa qua, ngành chăn nuôi trong nước chịu rất nhiều áp lực từ dịch bệnh Covid-19, bệnh dịch tả heo châu Phi khiến giá heo hơi trong nước lao đao. Do đó, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập các đoàn công tác kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn. Ghi nhận của báo VN Express cho thấy, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, giá heo hơi liên tục giảm mạnh về 46.000 đồng 1kg, thấp hơn so với giá thành 8.000 đến 10.000 đồng. Điều này khiến nhiều hộ nuôi heo phải giảm đàn hoặc ngừng sản xuất. Vài ngày gần đây, giá heo hơi đã bắt đầu tăng trở lại, nhưng nhiều khu vực vẫn còn ở mức thấp, dao động từ 52.000 đến 58.000 đồng 1kg. Tại buổi họp báo được tổ chức vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 1, Chánh văn phòng người phát ngôn thành phố Hà Nội Trường Việt Dũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố sẽ tổ chức trình diễn máy bay không người lái quy mô lớn nhất Đông Nam Á với 2024 máy bay không người lái. Địa điểm dự kiến tại Hồ Tây và nghiên cứu thêm tại sân vận động Mỹ Đình. Người phát ngôn thành phố cho biết thêm, trình diễn ánh sáng kết hợp giao thừa sẽ tổ chức trước thời điểm bắn pháo hoa trong khoảng 23 giờ đến 23 giờ 30 phút và được truyền hình trực tiếp. Bên cạnh đó, nhằm chào đón năm mới 2024, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2, thời khắc giao thừa, tất cả 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 32 điểm. Kinh phí khai toán cho hoạt động này khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại tất cả 30 quận huyện. Năm 2021, thành phố không bắn pháo hoa để phòng dịch Covid-19. Năm 2022 chỉ tổ chức bắn một điểm ở công viên Thống Nhất và tường thuật trên truyền hình. Ngoài Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại đã có 55 tỉnh thành xác nhận sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa năm 2024. Báo VN Express đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hungary, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất của Hungary tại châu Á-Thái Bình Dương và ngày càng nhiều doanh nghiệp Hungary quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở đây. Ông Orbán nhấn mạnh với tư cách là Chủ tịch Luân phiên EU, 6 tháng cuối năm 2024 sẽ thúc đẩy các nước còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam, EU, EVIPA. EVIPA bao gồm các điều khoản bảo hộ và cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư, giống như một Hiệp định Bảo hộ Đầu tư song phương giữa một thành viên EU và một quốc gia ngoại khối. Hiệp định này phải được cả EU lẫn quốc hội của các nước thành viên phê chuẩn. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước duy nhất xuất khẩu sang Hungary với sản lượng lớn. Trong 3 năm 2020 đến 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hungary đều đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tính đến nay, Hungary có 15 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 50,66 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 55 trong tổng số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Năm 2018, hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, đưa Hungary trở thành đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23 đến 24 tháng 1 tới đây. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở EU. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Hiện có hơn 350 doanh nghiệp Đức hoạt động tại Việt Nam. Tính đến tháng 5 năm 2023, Đức có 444 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 2,36 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư EU và thứ 18 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp Việt Nam có 11 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Đức với tổng vốn đầu tư và qua điều chỉnh đạt trên 30,95 triệu đô la Mỹ. Truyền thông trong nước đưa tin, mới đây tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tại buổi gặp, hai thủ tướng mong muốn tăng cường kết nối giao thông giữa hai nước, trong đó có kết nối đường cao tốc, đặc biệt là kết nối Phnom Penh với thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Lào đẩy mạnh các gói du lịch, một hành trình, ba điểm đến. Dự kiến ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ sớm tổ chức hội nghị bộ trưởng du lịch ba nước tại Campuchia nhằm thúc đẩy hơn nữa vấn đề hợp tác du lịch này. Ngoài ra, tại buổi gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc. Được biết, Việt Nam-Campuchia có đường biên giới dài khoảng 1.258 km trên đất liền, đi qua 10 tỉnh biên giới Việt Nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Hai nước hiện hoàn thành phân giới khoảng 1.045 km, xây dựng được 2.048 cột mốc tại 1.553 vị trí trên thực địa. Từ South China Morning Post đưa tin, GoTech, đối tác sản xuất AirPods của Apple, gần đây đã đưa ra kế hoạch đầu tư 280 triệu đô la Mỹ để xây nhà máy tại Việt Nam. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh và hoạt động lâu dài. Theo hồ sơ, nhà máy tại Việt Nam của GoTech sẽ sản xuất các thiết bị điện tử tiêu dùng như AirPods, đồng hồ thông minh đến thiết bị thực tế ảo. Nhà máy dự kiến được đặt tại tỉnh Bắc Ninh. GoTech cho biết dự án có lợi thế trong việc tận dụng tốt các nguồn lực. GoTech cho biết dự án có lợi thế trong việc tận dụng tốt các nguồn lực địa phương nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tổng thể của công ty. GoTech là nhà sản xuất từ Trung Quốc và được Apple chọn là một trong những nhà cung cấp chính cho kính thực tế ảo Vision Pro sắp ra mắt vào tháng 2 tới. Theo South China Morning Post, động thái này của GoTech được đưa ra khi Apple đang bắt đầu chuyển nhiều hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2023, Bloomberg cho biết GoTech có kế hoạch sản xuất kính thực tế ảo tại Việt Nam từ năm 2024, với hy vọng tạo ra hơn một nửa doanh thu toàn cầu trong 3 năm tới, chỉ tính riêng sản phẩm này. Apple đã khuyến khích các đối tác sản xuất theo hợp đồng của mình đa dạng hóa sang các quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam, để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo báo cáo của Apple Insider, trích dẫn nghiên cứu của ngân hàng đầu tư TD Cowen Mỹ, các nhà cung cấp của Apple gồm cả Foxconn đã đầu tư lên đến 16 tỷ đô la Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, Ấn Độ, Mexico và Mỹ. Trong đó, Foxconn cuối năm ngoái cũng đã công bố kế hoạch đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ vào Ấn Độ để mở rộng sự hiện diện tại quốc gia này. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc, nhiều vùng sẽ bị đóng băng, có nơi âm 40 độ C, phía Nam sẽ có tuyết rơi dày đặc. Trung Quốc, Philippines nhất trí giảm căng thẳng về vấn đề Biển Đông. Ukraine tha thiết mời gọi nhưng Trung Quốc dửng dưng. Nga bắn đạn pháo nhiều gấp 5 đến 10 lần Ukraine. Mỹ, Israel mâu thuẫn gay gắt về nhà nước Palestine. Israel khai quật loạt mộ ở Gaza để tìm con tin. Houthi lại tấn công tàu Mỹ, Ai Cập nỗ lực đàm phán với Iran. 90.000 lính NATO sắp tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong 35 năm. Hơn 45 tòa nhà bỏ hoang ở New York được cải tạo thành khu dân cư. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ The Epoch Times đưa tin, từ ngày 20 tháng 1, Trung Quốc sẽ trải qua đợt lạnh đầu tiên của năm 2024. Dự kiến nhiều khu vực sẽ bị đóng băng nhanh, nhiệt độ có thể giảm xuống sâu âm 40 độ C. Cụ thể, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo rằng, từ ngày 20 đến 23 tháng 1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực trung tâm và phía đông Trung Quốc. Nhiệt độ ở nhiều địa điểm sẽ giảm từ 12 đến 14 độ C, với một số khu vực có thể hạ nhiệt độ cục bộ vượt quá 14 độ C. Vào ngày 23 tháng 1, nhiệt độ tối thiểu có thể giảm xuống 0 độ C ở một số khu vực từ phía Nam đến Bắc Nam Trung Quốc và cùng lúc có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6 đến cấp 8 ở các vùng biển phía Đông và phía Nam. Miền Nam Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ đợt lạnh này với nhiệt độ ở Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến giảm xuống dưới âm 10 độ C và Nam Lĩnh có thể bị đóng băng hoàn toàn. Ngày 21 tháng 1, miền Nam Trung Quốc có thể phải hứng chịu bão tuyết với dự kiến tuyết rơi dày đặc tại một số khu vực ở phía đông của cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên, Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam, phía đông Trùng Khánh và đông bắc Quý Châu. Trong bối cảnh này, giới chức đã cảnh báo người dân chuẩn bị để đối phó rủi ro và thách thức trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, 19 tháng 1, Trung Quốc và Philippines thông báo rằng hai bên đã cam kết cùng nhau giảm căng thẳng sau một năm đối đầu công khai và căng thẳng trên Biển Đông. Cụ thể, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên sẽ tiếp tục cải thiện liên lạc và sử dụng các cuộc đàm phán thân thiện để giải quyết những khác biệt trên biển, đặc biệt là quản lý tốt tình hình tại rạn san hô nhân ái.
Bên cạnh đó, Trung Quốc và Philippines cũng cho biết họ đã đồng ý hạn chế căng thẳng tại cuộc họp thứ 8 trong chuỗi cuộc họp bắt đầu vào năm 2017 và Biển Đông vào ngày 17 tháng 1 tại Thượng Hải. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả nhằm giảm leo thang tình hình ở Biển Đông và cả hai bên đều đồng ý bình tĩnh giải quyết các vụ việc, nếu có sẽ thông qua ngoại giao. Theo ghi nhận, trước đó vào tháng 11 năm 2023, một tàu tuần duyên Trung Quốc và các tàu đi kèm đã tiến hành các hoạt động nguy hiểm và dùng vòi rồng bắn vào một tàu tiếp tế của Philippines trong vùng biển tranh chấp. Theo đó, các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông thường được coi là điểm bùng phát tiềm tàng của xung đột vũ trang, làm dấy lên lo ngại về sự can dự vũ trang trong khu vực. Trở lại với tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine, tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với nhiều nỗ lực mong muốn được hòa bình đã tuyên bố rằng nước này rất mong Trung Quốc có thể tham gia vào các nỗ lực đó. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cũng cho biết Ukraine hy vọng được tiếp xúc nhiều hơn với Trung Quốc ở mọi cấp độ. Trước đó, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine đã từng ngỏ lời muốn ông Zelensky gặp trưởng đoàn Trung Quốc bên lề hội nghị. Tuy nhiên, trước lời phát biểu này của phía Ukraine, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ngay lập tức rời cuộc hội nghị giữa chừng mà không gặp ông Zelensky, cũng không hề đề cập gì đến việc giải quyết xung đột trong bài phát biểu dài khoảng 25 phút này. Ông Lý Cường chỉ phát biểu tập trung chủ yếu vào nền kinh tế Trung Quốc. Được biết, vào năm ngoái, Trung Quốc đã từng cố gắng thể hiện mong muốn trở thành một bên hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, hiện giới phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể chưa muốn tận dụng mối quan hệ thân thiết với Nga vào thời điểm này, cho rằng Trung Quốc có thể đang chờ đợi để xem liệu có tiềm năng cho các nỗ lực này hay không, trong bối cảnh tình hình trên chiến trường Ukraine đang bế tắc và không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ bên nào có dấu hiệu rút lui. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể coi thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để họ tận dụng mối quan hệ thân thiết với Nga, đặc biệt là theo các điều kiện của Ukraine. Tại một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov mới đây tuyên bố rằng nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng để có thể đối phó với Nga. Theo ông Umerov, lực lượng pháo binh Nga được cho là đang thực hiện cuộc pháo kích với số lượng đạn pháo gấp 5-10 lần so với quân đội Ukraine tại một số mặt trận nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Nhưng báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh cho biết, lực lượng Ukraine hiện khai hỏa hơn 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi quân đội Nga đang bắn gấp 5 lần con số đó. Thiếu hụt đạn pháo được xem là một vấn đề cấp bách và để giải quyết tình trạng này, một liên minh pháo binh đã được thành lập tại Paris, gồm 23 quốc gia nhằm hỗ trợ Ukraine trong việc cung cấp đạn pháo. Mục tiêu của liên minh là tăng cường năng lực pháo binh của Ukraine trong ngắn hạn. Ngoài ra, Pháp mới đây cũng thông báo kế hoạch cung cấp khoảng 3.000 viên đạn pháo 150mm mỗi tháng cho Ukraine trong năm nay và dự kiến chuyển giao 78 khẩu pháo tự hành Caesar-155mm trong năm 2024. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cam kết chuyển giao thêm 40 tên lửa hành trình Scalp và hàng trăm quả bom cho Ukraine để đối phó với lực lượng Nga. Tình trạng thiếu hụt đạn pháo đang có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tác chiến của lực lượng Ukraine. Đơn vị Ukraine phải giảm quy mô tác chiến và chuyển sang thế phòng thủ do thiếu hụt đạn pháo, đặc biệt là đạn cỡ 122mm và 155mm chuẩn Liên Xô. Tiếp tục với tình hình chiến sự Hamas-Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vừa từ chối đề xuất của Mỹ về việc giảm quy mô xung đột ở dải Gaza hoặc thực hiện các biện pháp để thành lập quốc gia Palestine sau cuộc xung đột. Cụ thể, trong một tuyên bố mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố rằng Israel không thể đạt được an ninh thực sự nếu không suy tính về độc lập của Palestine. Nhà Trắng cũng cho rằng đã đến lúc phù hợp để Israel giảm quy mô chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Tuy nhiên, trước tuyên bố này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đáp trả mạnh mẽ rằng Israel sẽ không dừng cuộc tấn công ở dải Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu tiêu diệt toàn bộ Hamas và đưa toàn bộ con tin về nước. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ một chiến thắng tuyệt đối, đồng thời chỉ trích rằng các mục tiêu đề ra là không khả thi. Israel phản đối giải pháp hai nhà nước trong vấn đề Israel-Palestine và ông cho rằng việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ trở thành nơi phóng đầu cho các cuộc tấn công vào Israel. Ngay sau đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby thông báo xác nhận rằng Mỹ và Israel đang có cách nhìn trái ngược rất rõ ràng về cuộc chiến này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn khẳng định Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục nỗ lực hướng đến giải pháp hai nhà nước. Ở một diễn biến khác, truyền thông quốc tế đưa tin, lực lượng Israel vừa tiến hành khai quật loạt ngôi mộ ở trong một nghĩa trang ở Khan Yunis, di chuyển thi thể nhằm tìm kiếm và xác định vị trí con tin bị lực lượng Hồi giáo Houthi bắt giữ. Các video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây cho thấy, nghĩa trang ở thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza đã bị phá hủy, các ngôi mộ bị hỏng và hài cốt lộ ra sau khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF thực hiện các hoạt động trong khu vực. Trước động thái này, việc IDF lấy thi thể từ các ngôi mộ đã gây ra nhiều phẫn nộ, dù cho phía IDF đã giải thích việc này liên quan đến nhiệm vụ quan trọng của họ là tìm kiếm và trao trả thi thể con tin. IDF nhấn mạnh rằng quy trình nhận dạng con tin được thực hiện tại địa điểm an toàn và luôn duy trì sự tôn trọng đối với người đã khuất. Đây cũng là lần đầu tiên IDF thừa nhận khai quật mộ ở Gaza. Hoạt động này đã làm hoảng loạn dân cư trong khu vực, đặc biệt là khu phức hợp bệnh viện Al-Nasser và bệnh viện dã chiến của Jordan.
Cũng trong ngữ cảnh này, lực lượng vũ trang Jordan đã thông báo bệnh viện dã chiến của họ ở Khan Yunis đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau những cuộc bắn phá liên tục của Israel. IDF cáo buộc rằng Hamas đã thực hiện vụ phóng tên lửa từ khuôn viên bệnh viện Al-Nusra nhằm vào lực lượng Israel ở Khan Yunis. Hãng Reuters đưa tin, vào ngày hôm qua 19 tháng 1, lực lượng nổi dậy Houthi đã phóng loạt tên lửa chống hạm vào một tàu thương mại của Mỹ, chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ thực hiện đợt tấn công mới nhằm vào nhóm này ở Yemen. Sự kiện này là vụ tấn công thứ 3 vào tàu thuyền Mỹ trong tuần. Theo nguồn tin, cuộc tấn công này diễn ra sau khi Mohammad Abdul Salam, phát ngôn viên của Houthi, cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Mỹ ở Yemen là hành động gây hấn dai dẳng và nhằm bảo vệ Israel. Ông Salam cũng thông báo rằng nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn vẫn sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu có liên quan đến Israel. Trước bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Mỹ chống Houthi không thể ngăn chặn nhóm này tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch chống Houthi nhằm bảo vệ an toàn hàng hải trong khu vực. Bên cạnh đó, được biết Ai Cập cũng đang thực hiện đàm phán với đại diện của Houthi và Iran trong nỗ lực khôi phục sự yên bình cho các vùng biển quốc tế và các tuyến vận tải qua Biển Đỏ. Quan chức Ai Cập cho biết đã có cuộc thảo luận an ninh chuyên sâu với thủ lĩnh cấp cao của Houthi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian dự kiến sẽ thăm Cairo để thương lượng trong thời gian tới. Truyền thông quốc tế đưa tin, vào ngày hôm qua 19 tháng 1, NATO vừa thông báo về kế hoạch tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ, mang tên Steadfast Defender 2024. Theo thông báo, cuộc tập trận dự kiến sẽ bắt đầu từ tuần sau và kéo dài đến cuối tháng 5, với sự tham gia của 90.000 binh sĩ, 50 chiến hạm, 80 máy bay quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu. Các quốc gia thành viên NATO và ứng cử viên Thụy Điển sẽ tham gia với đơn vị từ tất cả 31 quốc gia. Theo ghi nhận, cuộc tập trận này bao gồm các hoạt động kéo dài từ Bắc Mỹ tới sườn đông NATO gần biên giới với Nga. Đây cũng là lần tập trận lớn nhất của NATO kể từ năm 1988. Đại tướng Christopher Cavoli, tư lệnh Bộ Chỉ huy tối cao đồng minh châu Âu NATO, cho biết cuộc tập trận này là minh chứng cho tình trạng sẵn sàng mới của Liên minh. Theo đó, ông Cavoli cảnh báo xã hội các nước thành viên NATO cần phải chuẩn bị tốt hơn cho khả năng xung đột có thể xảy ra với Nga trong tương lai, cũng như tình trạng suy giảm của lục quân Nga và sự giữ lại mạnh mẽ của hải quân và không quân Nga. Ông Cavoli đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của kế hoạch chính là chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể nổ ra, mặc dù NATO không hề mong muốn cuộc xung đột đó. Thưa quý vị, trong nỗ lực chuyển đổi các tòa nhà văn phòng bỏ hoang thành nhà ở tại New York, chương trình City of Yes for Housing Opportunity của thị trưởng Eric Adams hiện đã ghi nhận 46 tòa nhà đăng ký tham gia chương trình. Chương trình được công bố vào tháng 8 năm 2023 với mục tiêu thúc đẩy các dự án chuyển đổi liên quan đến việc chuyển đổi các tòa nhà văn phòng không sử dụng thành nhà ở. Theo thông tin từ tờ New York Post, có 4 tòa nhà đang trải qua quá trình chuyển đổi thành hơn 2.100 căn hộ. Trước đại dịch COVID-19, những tòa nhà này đều là những tòa văn phòng nhộn nhịp, nhưng hiện lại bị trống do sự thay đổi toàn cầu sang mô hình làm việc từ xa và kết hợp. Trong bối cảnh này, chính quyền New York không chỉ đang cố gắng đẩy nhanh các dự án chuyển đổi, mà còn đang xem xét cách giảm thiểu một số thủ tục quan liêu để hỗ trợ việc chuyển đổi tòa nhà thương mại hoặc công cộng thành khu dân cư trên toàn thành phố. Thậm chí các tòa nhà xây dựng sau năm 1977 cũng được phép tham gia chương trình. Mặc dù chuyển đổi văn phòng thành nhà ở có thể tận dụng không gian một cách hiệu quả hơn, nhưng từ góc độ thiết kế, quá trình này đôi khi đầy thách thức và tốn kém. Tại tòa nhà 160 Water Street, kiến trúc sư đã áp dụng các giải pháp sáng tạo như tạo không gian giải trí dưới lòng đất và phân bổ lại không gian chết khắp tòa nhà để tạo ra khu dân cư thoải mái hơn. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Thưa quý vị, trong phần Nhân Sinh Cảm Ngộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện có tên Sự Giúp Đỡ. Một ngày nhiều năm về trước, bà giáo đang ngủ trưa ở nhà, đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Bà cầm điện thoại lên nghe, thấy rất ồn ào và có tiếng của một người. Con gái nhà bà lấy trộm sách, bị chúng tôi bắt được, bà đến đây ngay đi. Trong điện thoại, bà còn nghe thấy tiếng khóc của một bé gái và tiếng quát của người bên cạnh. Bà quay đầu lại chỗ tivi, thấy đứa con gái của mình vẫn nằm đó. Bà lập tức hiểu ra. Bà như thấy hình ảnh một cô bé với ánh mắt rất sợ hãi và mong đợi một sự giúp đỡ. Cô bé đang ở trong hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Nghĩ thế, bà liền hỏi địa chỉ tiệm sách và vội vàng đi đến đó. Đúng như bà nghĩ, một cô bé đứng trong tiệm sách, nước mắt chảy ròng, sợ hãi. Bên cạnh là đám đông người đang lớn tiếng trách cứ. Bà vội bước đến, ôm cô bé vào lòng và nói với các nhân viên của nhà sách. Có gì thì nói chuyện với tôi. Tôi là mẹ của con bé. Đừng làm trẻ con sợ. Bà trả tiền sách và tiền phạt, dẫn cô bé về nhà mình.
rồi bà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, không hỏi một câu nào. Sau đó, bà dịu dàng nói: "Nếu con muốn đọc sách thì hãy đến nhà dì, dì có rất nhiều sách." Và để cô bé ra về. Cô bé vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn bà thật lâu rồi chạy vụt mất. Từ đó trở đi, không thấy xuất hiện nữa. Vào một ngày nhiều năm sau, bà giáo nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ. Bà mở cửa thì thấy một cô gái lạ đứng trước cửa, vẻ mặt rất tươi, trên tay có cầm một gói quà. "Cô tìm ai?" Bà có chút nghi hoặc. Cô gái có vẻ xúc động nên không nói được lời nào. Khi nghe cô gái trẻ kể lại, bà mới nhớ cô bé năm xưa vừa nhận được bằng đại học, đã tìm được một công việc, bây giờ đến thăm bà. Cô gái rơm rớm nước mắt nói: "Trong lúc vội vã, họ đã gọi nhầm số, may mà gọi chúng vào nhà gì. Cho đến tận bây giờ, con vẫn không hiểu tại sao lúc đó dì lại nhận làm mẹ để giúp con. Bao nhiêu năm nay, trong tâm con rất cảm kích dì và luôn có một tâm nguyện gọi dì một tiếng mẹ." Vừa dứt lời, nước mắt liền tuôn trào trên khuôn mặt cô gái. Mắt của bà giáo cũng bắt đầu nhòa đi. Sau một lúc, bà mới tò mò hỏi: "Nếu ta không giúp con thì kết quả sẽ như thế nào?" Cô gái nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Con cũng không biết nữa, có thể con sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì đó." Nhìn khuôn mặt tươi tắn, hạnh phúc của cô gái, bà mỉm cười. Rốt cuộc, bà đã có một lựa chọn đúng đắn vào lúc đó. Nếu không thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra. Ngoài yêu thương ra, động từ đẹp nhất trên thế gian chính là giúp đỡ. Một việc làm đáng được ngưỡng mộ nhất trong xã hội. Khi gặp người cần sự giúp đỡ, hãy cố gắng giúp họ, vì có thể một cái chìa tay của bạn sẽ làm thay đổi cuộc đời một con người. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Thưa quý vị, cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất. Bất kể dung mạo bình thường hay xuất chúng, tấm lòng lương thiện chính là mỹ diệu nhất. Làm người, ta lựa chọn chân thành, xử sự ta lựa chọn thiện lương. Bảo trì một trái tim luôn hướng về phía trước mới là dũng cảm nhất. Nhìn khắp thế gian vật đổi sao rời, giữ vững một phần thiện niệm mới được gọi là vĩ đại. Đi khắp muôn sông nghìn núi vẫn còn là một người lương thiện, đó mới là điều không hối, không tiếc nhất. Nếu nơi đâu cũng là người lương thiện, cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Vâng thưa quý vị, không món quà nào tốt hơn là có một sức khỏe tốt, cũng là món quà tinh thần và thể chất cho mọi lứa tuổi. Quý vị hãy thử tìm hiểu và tập khí công xem sao. Ngoài các công dụng kỳ diệu đối với sức khỏe thể chất, khí công còn mang đến giá trị tu dưỡng và hàm dưỡng về mặt tinh thần cho người tập, vén mở thêm những bí ẩn về phương pháp dưỡng sinh, tu luyện của người xưa. Trong cuộc sống hối hả hàng ngày, khí công sẽ giúp chúng ta sống chậm hơn, trẻ hóa hơn, một sức khỏe tốt từ tâm đến thân. Quý vị đừng bỏ qua nhé. Nội dung chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả phía trên màn hình. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay của kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.